Tại sao? Tại sao cái lúc mà mình nhảy, mình nhiệt tình ngày nào mình cũng đăng thì mọi người chửi mình, mọi người nói là đừng nhảy nữa chị, có chị lì quá vậy, chị nhảy hoài vậy. Nhưng cái lúc mình không nhảy nữa, mình bận thì mọi người lại nói là tại sao không nhảy nữa. Nhưng mà sinh là được tha thứ hết đúng không? Nó có một cái sức hút lạ kỳ lắm mọi người. Em vẫn ngồi em xem hết clip nha. 10 điểm. À, hello mọi người. Bất ngờ quá. Đây là thanh niên nhiều màu tóc nhất. Wow. Mỗi lần gặp hai lần, có hai lần thôi. Không, lần đầu tiên em có nắm màu xanh. Cái gì gặp em á? Là màu trắng. Là màu trắng. Màu trắng nó phai ra màu vàng. Rồi em có nước tiếng. Phía dưới là màu xanh mà. Phía dưới là màu xanh mà. Chị nhầm rồi. Xanh là thằng Đức, Đức Anh. Không, nhưng mà người nhiều màu tóc nhất đây nè. Đây mới là người nhiều màu tóc nhất. Không, nhưng mà em mới quay hai đợt mà em thay màu là em nhiều rồi. Đúng rồi. Đẹp không, đẹp không? Chùa nữa, mọi người. Mới không đi quay, mọi người quên mất mình rồi. Thật ra cũng không có độ nhiều. Bao nhiêu phân? Cái giày chắc tầm 3 phân. Trong 3 phân nữa. Kìa. Đây. Đi không? Đây chung là chắc là cũng lên được mét tầm mấy mọi người. Em cảm thấy là em nên truyền thông hơn để xứng đáng ngồi quay với chị Hương. Quay rồi vô nè, là chuyện là vậy nè. Hôm qua em đi quay, em không có đăng clip, không có quay clip TikTok được, mới em không có quay clip nhảy được, thì có mấy bạn comment trên Facebook của em hỏi là sao chị Hương không có quay clip nhảy nữa. Sẽ cảm thấy là tại sao cái lúc mà mình nhảy, mình nhiệt tình ngày nào mình cũng đăng thì mọi người chửi mình, mọi người nói là đừng nhảy nữa chị, có chị lì quá vậy, chị nhảy hoài vậy. Nhưng cái lúc mình không nhảy nữa, mình bận thì mọi người lại nói là tại sao không nhảy nữa. Nhưng mà Hương nghĩ lý do rằng là lớn nhất là do là tại vì mọi người đi làm á, thứ hai đầu tuần đi làm công việc rất là áp lực, stress, cho nên là mọi người rất là muốn có một cái gì đó để giải trí, như là không có cái gì để cười. Dạo này cuộc sống nó áp lực quá, không có gì để cười hết, thì mọi người sẽ mở TikTok lên để kiếm clip không để cười. Nhưng mà mọi người lại không thấy clip của Hương đâu rồi, mình cảm thấy là rất là thiếu thốn, như mất mát đó. Thank you.
cao hơn mình 3cm thôi. Mà bình thường là mình đứng với Otis như kiểu là mình thấp hơn Otis kiểu 10cm á. Mình cảm thấy tự ti mọi người. Nên hôm nay mình phải chạy ra chợ mình mua miếng độ. Đấy, nên là hôm nay nhìn mình rất là cao. Hả? Mát. Rất là mát luôn. Nó thoáng hơn, nó thoáng trong lành đồ hơn. Ok luôn á. Em mua ngoài chợ á, em không biết đâu ấy. Đầm thắm mặt mà mọi người hiểu không? Đấy là chị nhà. Hiểu không? Kiểu như vậy nhưng mà mình phải thôi đi về cũng như vậy đủ rồi. Trái tim của Hương rất đau. Kìa, Dung bảo là chị Hương nhìn như búp bê baby. Yeah.